Rich and Money Chanel Kiem Chen Valam Yao Rich and Money Chanel. Những câu nói hay giúp bạn lấy lại niềm tin và động lực cuộc sống. Cuộc sống có quá nhiều bài học chúng ta cần nhớ. Vì việc rút kinh nghiệm từ những người đi trước là cách nhanh nhất để chúng ta hạn chế những sai lầm. Tuy nhiên, để thực sự biết trân trọng những giá trị mà cuộc sống đã dành tặng, chúng ta cần phải biết đối mặt với mọi thử thách xảy ra. Đừng sợ mắc sai lầm. Để thực sự biết trân trọng những giá trị mà cuộc sống đã dành tặng, chúng ta cần phải biết đối mặt với mọi thử thách xảy ra. Đừng sợ mắc sai lầm mà hãy nhận ra chúng để sửa chữa. Chỉ nghe thôi chưa đủ, chúng ta cần phải đi tìm kiếm chúng. Những câu trích dẫn đầy cảm hứng này sẽ giúp bạn có thêm động lực và niềm tin để vượt qua mọi thử thách. Thất bại không phải là từ bỏ. Thất bại chỉ là bạn mỏ chân và dừng lại để nghỉ ngơi mà thôi. Hãy đi và giành lấy những gì bạn muốn, gì bạn muốn. 1. Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó. Thái độ của bạn đối với những gì xảy ra trong cuộc sống sẽ tác động rất lớn tới điều bạn nhận được. Nếu bạn vui, những điều tuyệt vời cũng sẽ đến. Nếu bạn buồn, tất cả mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Nếu bạn gục ngã, nghĩa là bạn chấp nhận. Nếu bạn gục ngã, nghĩa là chấp nhận đánh mất những thứ. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, nên hãy sống tích cực, luôn hướng về phía trước để có thể nhìn chắc chắn bạn sẽ chiến thắng. 2. Hãy tìm kiếm 3 sở thích của bạn. Một cái để kiếm tiền, một cái để bạn phát triển, và một cái để sáng tạo. Có quá nhiều thứ trong cuộc đời cần phải làm, mặc dù kỳ thực không phải lúc nào chúng ta cũng muốn làm nó. Chìa khóa nằm ở chỗ khi bạn làm tất cả mọi việc mà bạn luôn cảm thấy sáng tạo, được phát triển và có thu nhập, thì điều đó đồng nghĩa với bạn sẽ gặt hái được sức khỏe, giàu có và hạnh phúc. 3. Để có thể thành công, bạn buộc phải tin rằng bạn có thể. Bạn sẽ không bao giờ làm được điều mình muốn nếu luôn nghi ngờ vào khả năng của bản thân. Người chiến thắng là người biết tin vào sức mạnh nội tại của mình, kiểm soát và điều khiển nó hướng tới mục tiêu cần đạt được. Chỉ khi nào bạn tin bạn có thể, thì bạn mới có thể khiến người khác tin vào bạn. 4. Không có gì là không thể với một người luôn biết cố gắng. Với một người không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình, thất bại chỉ là một điểm dừng để họ nhìn lại những gì đã làm, rút ra bài học và chuẩn bị cho một sự tiếp tục tuyệt vời hơn. Người luôn biết cố gắng là người không bao giờ nói không với bất kỳ một cơ hội nào cả. 5. Nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn. Hủy hoại thực tại, thay đổi mọi thứ xung quanh, khiến bạn lo lắng và làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ. Không một ý định nào được đưa ra và cơ hội của bạn sẽ mất. Đừng dành quá nhiều thời gian để phân tích liệu rằng bạn có nên hay không nên nắm bắt cơ hội. Thay vào đó, hãy bước ra khỏi vùng an toàn và thay đổi chính bạn. Kiểm soát rủi ro, lắng nghe trực giác, dũng cảm và hành động. 6. Hãy luyện tập như thể bạn chưa bao giờ chiến thắng. Hãy hành động như thể chưa bao giờ bạn thất bại. Bài học này là tất cả về niềm tin và thái độ tích cực trong cuộc sống. Tin vào chính bạn và sống lạc quan là chìa khóa cốt lõi cho thành công và sự mỹ mãn. 7. Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn tiến chậm cũng không là vấn đề. Một bước đi nhỏ cũng là một sự cố gắng. Đừng để ai nói rằng bạn sẽ không làm được điều mình muốn chỉ vì hành động quá chậm. Hãy kiên trì, lựa chọn thời điểm và tạo sự đột phá bất ngờ để khiến họ phải tin vào bản lĩnh của bạn. 8. Bất kỳ ai cố gắng chìm bạn xuống thì họ đều thua kém bạn. Bạn đã từng cảm thấy sợ hãi vì điều mà người khác nghĩ về bạn. Nếu bạn luôn tìm kiếm ý kiến của người khác trước khi bạn ra quyết định hay hành động, thì bạn sẽ không bao giờ là chính mình.
nếu họ là những người có ý đồ xấu. Hãy tản lời họ, bởi vì những lời góp ý không dành cho bạn và không đánh giá đúng năng lực của bạn. Bạn không cần ai kiểm định, bạn có năng lực. Cuộc sống luôn đầy rẫy những người ủng hộ bạn, không quan tâm bạn, hủy hoại bạn, đối đầu với bạn, nhưng mọi chuyện đều sẽ ổn. Hãy học hỏi từ mọi thứ và tập trung vào những người ủng hộ bạn. 9. Cách để bắt đầu đó là dừng việc nói lại và hãy bắt đầu lại. Đừng nói nữa mà hãy hành động đi. Hãy bắt đầu làm ngay những gì bạn đã lên kế hoạch. Biến các ý tưởng thành bản vẽ, mô hình, phát ảo chúng lên trên giấy và bắt đầu tạo ra sản phẩm trong thực tại. Đừng bao giờ chờ đợi cái gọi là thời điểm hoàn hảo. Mười, hãy lắng nghe một cách cẩn thận điều người khác nói với bạn về một ai đó. Đấy chính là cách mà họ sẽ nói với ai đó về bạn. Hãy tinh tế và lựa chọn những người thích hợp để làm bạn. Đừng tin vào những lời nịnh nọt hay phán xét nếu ai đó nói với bạn, vì đó cũng là thứ mà họ sẽ nói về bạn nếu gặp một người khác. Kiểm soát cái tôi và minh mẫn khi lắng nghe mọi ý kiến. 11. Giữ đôi mắt của bạn hướng lên bầu trời và đôi chân trên mặt đất. Luôn nhìn về phía trước và giữ cho đôi chân luôn vững bước trên con đường. Chỉ cần bạn biết nơi mình muốn đến, chắc chắn bạn sẽ đến được đó. Hãy tin tưởng như vậy. 12. Có hai điều cần nhớ trong cuộc sống. Hãy chăm sóc suy nghĩ của bạn khi bạn một mình, và hãy cẩn trọng với lời nói khi ở chốn đông người. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực lấn át bạn khi bạn cô đơn, vì nó không đưa bạn đến đâu cả. Ngược lại, nó còn là liều thuốc độc nếu chúng xuất hiện trong lời nói của bạn, làm ảnh hưởng tới người khác và mối quan hệ lâu dài của bạn. Thế nên, hãy cẩn trọng trong lời nói và suy nghĩ. 13. Hãy không ngừng học hỏi. Nếu bạn là người thông minh nhất trong phòng, thì thực sự là bạn đã ở nhầm chỗ. Hãy luôn là một học sinh, chứ đừng là một người biết mọi thứ. Bạn sẽ học hỏi được rất nhiều nếu bạn trải qua khó khăn, chứ không phải bằng một con đường màu hồng nào khác. Khao khát kiến thức, khao khát khám phá là chìa khóa cho sự trưởng thành của bạn. 14. Đừng đánh mất bản thân mình khi cố gắng níu giữ người mà không hề quan tâm tới việc sắp xếp bạn. Trong tình yêu, mọi cảm xúc đều có thể xảy đến, và đây có lẽ là bài học đắt giá nhất. Với nhiều người, để nhận ra luôn là chính mình, phải mất thời gian khá dài sau khi yêu và chia tay một ai đó. Hãy chấp nhận và biết rằng sẽ có những thời điểm bạn nhận ra đối phương không yêu bạn nhiều như bạn nghĩ. Đừng vội đánh mất mình để cầu xin một ai đó khi họ không còn quan tâm tới bạn nữa. 15. Hãy làm những thứ khó khăn khi chúng còn dễ dàng, và làm những thứ vĩ đại khi chúng còn nhỏ bé. Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng những bước chân. Mọi thứ bạn muốn đều đòi hỏi thời gian, sự hy sinh và nỗ lực không ngừng. Đừng bao giờ xem thường bất cứ một công việc hay nhiệm vụ nào cả, vì chúng chính là nền tảng để bạn tạo nên sự bứt phá. Hãy sử dụng thời gian làm thước đo cho sự cố gắng của bạn, và sử dụng năng lực của bản thân làm đòn bẩy để bước đến những nấc thang cao hơn trong cuộc đời. Chăm chỉ, tập trung, kiên nhẫn và biết chờ đợi. 16. Hãy dừng để ý tới những khó khăn của bạn, mà hãy biết ơn những gì bạn có. Dũng cảm đối mặt với mọi thứ đồng nghĩa với việc bạn sẽ tạo ra những căng thẳng không đáng có. Hãy tập luyện sự biết ơn nguồn năng lượng mà bạn may mắn có được để vượt qua khó khăn đó. 17. Không chuẩn bị nghĩa là bạn đã sẵn sàng cho việc thất bại. Mục tiêu thôi chưa đủ, bạn còn phải có một kế hoạch rõ ràng để đạt được chúng.
giữ chủ thất bại, rủi ro, những tổn thất gì đó và làm thế nào để ngăn chặn rủi ro đó. 18. Bạn muốn biết bạn là ai? Đừng hỏi nữa. Hãy hành động. Hành động sẽ định nghĩa con người bạn. Chỉ có hành động mới giúp bạn biết được mình muốn gì, thích làm gì, giỏi về cái gì và cần phát triển như thế nào. Thế nên đừng nghĩ nữa và đừng nói nhiều nữa. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy con người thực của mình trừ khi bắt tay vào hành động. 19. Trong khi bạn nhìn họ như những gã điên, thì chúng tôi nhìn họ như những thiên tài. Bởi vì chỉ có những người điên đến mức nghĩ là có thể thay đổi thế giới thì mới là những người làm được. Hoài bão lớn, nghĩ lớn, dũng cảm và tin vào chính bạn. Luôn bên cạnh những người ủng hộ bạn, khuyến khích bạn và tin bạn. Đừng lo lắng về những ai sẽ hủy hoại bạn. Dám thất bại và học từ sai lầm. Chấp nhận rằng mọi thành công đều phải trả giá và tạo sự khác biệt. Bạn sẽ là nhà vô địch. 20. Không bao giờ và không bao giờ từ bỏ. Không có một nhà khoa học nào không thất bại vài lần, thậm chí hàng chục, hàng trăm lần. Thomas Edison thất bại đến 10.000 lần trước khi tìm ra những phát minh vĩ đại. Không có bất kỳ một doanh nhân, một người thành đạt, một tỷ phú nào đã giàu có chỉ sau một đêm. Không có một ai bỗng chốc trở thành tổng thống mà không phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện, tranh đấu cả về quan điểm và trí tuệ cùng những người khác. Thế nên, nếu bạn thất bại thì cũng đừng bao giờ từ bỏ, vì chỉ lúc đó bạn mới tìm ra điểm mạnh, điểm yếu và những bài học xương máu cho chính mình. Hãy đứng lên bằng ý chí, niềm tin, nghị lực của một chiến binh và nói có với mọi cơ hội phía trước, cho dù đó chỉ là một... Rich and Money Chanel, Kim Chen, Valam Yao, Rich and Money Chanel.